Thưa các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đi làm chức năng nó mang tính chất hoàn chỉnh hơn một tí, đó là làm cái chức năng về quản lý sản phẩm đó. Chủ yếu cụ thể ở đây là cái quản lý về sách, đúng không ạ? Thì khi mà đối với làm việc trên cái Z ấy, là chúng ta sẽ phải làm quen với các công cụ mà Z cung cấp. Thứ nhất mà các bạn, đó là cái Z Migrate. Thứ hai đó là cái Z Module. Cái Z Module này, trong Z Module này chúng ta thứ nhất là Z Model, rồi là Z CRUD. Đó, chúng ta chỉ cần ba thao tác này là ra một cái chức năng, đầy đủ cái chức năng, đúng không? Thì Z Migrate thì bao gồm là Z Migrate Create, đúng không? Đầu tiên là Create, cái tên bảng, ví dụ đây là Book, đúng không? Quản lý sách đó. Sau khi tạo một cái book rồi, chúng ta sẽ chỉnh sửa các thứ ở trong cái file đó, rồi sau đó chúng ta sẽ chạy lại cái lệnh gmigrate, nó sẽ áp dụng được cái đó, đúng không? Để áp dụng chạy lệnh tạo bảng trong file vừa create ở đây. Đó, cái này chính là tạo ra, đúng không? Tạo ra file book. Cái file mà cái tên file nó rất là loằng ngoằng, bao gồm năm tháng ngày giờ phút giây đó, sau đó cái tên book, các thứ đó, nó có cái book. Các bạn nhớ cái này là như thế. Cái book này, book viết này chắc đúng, đúng không? Thôi đúng không đúng các bạn sửa sau. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi làm từng phần. Đối với cái gì mà cái thao tác nhất đó là dùng migrate, thì chúng ta sẽ bật cái migrate bằng cách là truy cập vào cái chúng ta sử dụng migrate bằng cách truy cập vào cái thư mục gốc này của G, chúng ta là G demo, đúng không? Giữ shift và nhấn chuột phải lên khoảng trống, open command window here. Cái thao tác này mục đích là để nó truy cập thẳng vào cái thư mục G thôi. Còn nếu ai truy cập ở ngoài, chúng ta cũng nhớ sử dụng cái lệnh cd để đi vào đây. Thì tôi sẽ giới thiệu lại cái lệnh cd, nếu bạn nào muốn thì tôi giới thiệu sau. Thì chúng ta sử dụng cái lệnh là G migrate create. Cái tên bảng ta là book, đúng không? Đó, thế thôi, chỉ cần lệnh này đơn giản này thôi. Thì G sẽ hỏi chúng ta có tạo cái file này không đó. Đó, chúng ta Z thôi. Ok, successful, báo này là được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái controller, đúng không? Đơn tôi giới thiệu rồi. Thư mục là controller migration, có cái file book cuối cùng nữa các bạn. Chúng ta không cần phải suy nghĩ nhiều quá, chúng ta cứ copy cái chỗ này, cái phần thân của các cái file khác vào đây thôi. Chủ yếu cái tên file này phải giữ nguyên đấy. ID chúng ta để nguyên, name để nguyên. Chúng ta có một cái case category đó, nó thuộc là case nào, đúng không? Case ID chúng ta ghi là case ID, hoặc ghi case thôi cho dễ. Rồi, case này nó sẽ là integer và not null, đúng không? Integer và not null cho cái default value default value nó không đi, chúng ta không có gán gì thì nó sẽ ghi là không, không thuộc cái category nào. Sách thì có hình ảnh, đúng không? Hình ảnh string để lấy luôn, có thể null hoặc không lấy null, chúng ta không cần nó null. Hình ảnh xong này là cái nội dung giới thiệu đó, lo cái
giới thiệu chúng ta thường thường cái mô tả đúng không? Description viết tắt là DSC, là cái mô tả về cái sách. Mô tả thì có cái mô tả ngắn, và mô tả ngắn thường thường string thôi, cũng không cần nhiều. Chúng ta copy cái này xuống và đổi nó đây, ví dụ như là mô tả ngắn đây là mô tả ngắn thường thường là gì nhỉ? Thôi cái mô tả ngắn chúng ta là cái DSC này đi, còn cái nội dung full chúng ta là content đó, nội dung của sách là content, ngày tạo gì đó các thứ đó. Nếu có nữa thì nó có giá đúng không, nó sẽ có cái trường giá price. Đó, nếu bạn nào muốn nữa thì là default. Rồi là price là không, số lượng nữa đúng không? Số lượng. Price quantity đi. À, ngày tạo ngày các thứ thì ok rồi, thế này đủ chưa nhỉ? Tên, và chúng ta cũng nên có một slash để kích vào cái đúng không? Kích vào cái sách để mà đi đến chi tiết sách đó, chúng ta sẽ nên có cái slash cho nó đẹp trên đường dẫn thôi. Cũng có cái trạng thái nào có public hay không đó, cũng như bên cái danh mục này nó có trạng thái nào có được public hay không, chúng ta copy thôi, trạng thái để gần gần cuối này cũng được, nó có được public hay là không được public. Rồi từng này đủ chưa nhỉ? Số trang nữa đúng không, số trang bao nhiêu trang, sách này là bao nhiêu trang, tác giả đấy, nhiều thứ. Nội dung tác giả là out. Tác giả ở đây thì nếu mà các bạn muốn ghi như tên tác giả, chúng ta có thể là ghi cứng ở đây. Còn không, chúng ta có thể tạo ra những cái danh mục các cái tác giả đúng không? Nhưng đây thôi, thường tôi sẽ ghi cứng đây cũng được. Tác giả là string, dict cho đến string. Tên tác giả thì chắc chẳng dài đâu, nó tầm khoảng 50 ký tự, trăm cho nó hoành tráng. Có thể nôn, nhiều lúc không biết tác giả nào. Số trang thì là chúng ta gọi là page. Page default value. Sách mà không có trang thì thôi, đừng có gọi là sách. Chúng ta default thì nó ít nhất phải được vài ba trang đúng không? Đó. Hoặc chúng ta chỉ cần not null thôi, không default gì hết. Sách còn cái gì nhỉ? Tác giả. Ngày xuất bản đúng không? Ngày xuất bản. Đây là cái ngày chúng ta áp dụng vào thôi. Ngày xuất bản là cái release date nữa. Release date là cái ngày xuất bản chúng ta. Tiếng Anh, xem tiếng Anh ngày xuất bản là gì, Google dịch. Ok, tiếng Việt. Publication date, ngày xuất bản ghi publish date. Giống như đây luôn, chúng ta sẽ ghi dưới dạng số. Add luôn đi, giống như đây luôn đi. Public add. Đó thì là ngày xuất bản này. Ngày này là ngày chúng ta cập nhật vào cái dữ liệu chúng ta này, ngày update này, còn đây ngày xuất bản của họ này. Đó.
Rồi, tạm thời vậy đã, thiếu chúng ta bổ sung sau. Thì đây chúng ta gọi cái bảng này là bảng book. Rồi, xong cái phần tạo file này rồi. File migrate chúng ta sẽ chạy cái lệnh là gmigrate để nó áp dụng cái file này đúng không? Đó, nó có cái book mới đúng không? Yes. Thì như vậy là ok rồi đó. Chúng ta cũng không cần kiểm tra lại database đâu, nó báo này là ok rồi đó. Tiếp tục chúng ta sẽ dùng cái ghi module. Ghi module R bằng ghi. Ta nhớ đăng lòng máy gen nhé. Việc thứ nhất đó là dùng cái model ghi cái gì, ghi model trước đúng không? Đó, các bạn để ghi model, chúng ta chọn ghi model. Thay vào chúng ta là book, chúng ta gần ghi chữ B thôi, ra luôn, chúng ta ý luôn. Chắc là tuyệt vời đúng không? Nhớ cái namespace các bạn nhé, nơi chứa file book, còn lại các thứ sẽ để nguyên. Review. Ok, generate, nó báo này là được rồi đó các bạn. Cái thứ hai, các bạn muốn kiểm tra chắc thì chúng ta vào backend model, nó có cái book đây là các bạn. Tất cả trường database như nào nó sẽ ra ở đây. Đó. Cái nào require nó ra đây hết. Cái nào not null, nó nào nó null thì nó ra là require đúng không? Đây là cái số. Cái nào mà integer nó ra integer này. Cái nào string các thứ nó ra đây. Mark có mark. Đó, outer string mark có trăm thôi, select anchor đúng không? Đấy. Cái name này thường thường cũng là anchor. Tôi quên đặt nhưng mà thôi, cái slack này là anchor đó, các bạn để ý như này. Hai cái sách mỗi một sách có tên khác nhau, mà anchor mà các sách giống nhau thì khi chúng ta gọi lên đường dẫn ấy, thì không biết là lấy cái file nào đúng không, thì chúng ta phải anchor đó. Bây giờ là cái này chính là cái phần tạo ra cái control này, bao gồm các create, update, delete và tạo ra các view, view book tương ứng. Model class chính là cái class mà chúng sẽ sử dụng ở đây là book đúng không? Trong cái thư mục backend model và cái book search. Còn bên này là controller đúng không? Tạo ra cái mới là controller này, có s xong rồi là book controller. Đấy, cái này tôi lại nhắc lại các bạn tí nữa. Cái này chính là nó sẽ kế thừa cái đầu tiên này ấy, là chính là cái model mình đang nó kế thừa. Vì vậy chúng ta phải thao tác này đầu tiên để tạo ra cái file này trước. Các bạn để ý như thế. Bao giờ có phải cái thao tác này để nó tạo ra cái model này trước. Sau đó những cái sau này là tất cả những thông tin ở sau này là cái sẽ tạo mới. Thì tạo mới cũng như tương đương ở trên này là tạo vào đâu, tạo vào cái ví dụ search model chúng ta đưa vào cái thư mục backend model và tạo ra cái file là book search đúng không? Mục đích là đơn giản chỉ đến cái file tên nó khác nhau thôi. Viết trùng thì nó sẽ đè lên đây. Nó không được viết trùng. File thứ hai đó là cái backend controller book controller, có nghĩa sẽ tạo mới một cái file là backbook controller nằm trong cái thư mục controller. Đó, còn cái view path này thì mặc định gì nó sẽ hiểu là backend view và tạo mới một cái thư mục book bao gồm các cái file form index view create update gì đó. Rồi chúng ta nhấn review. Ok, nó đã liệt kê các file sẽ tạo mới đây. Generable. Thì như vậy là một loạt các file mới book này. Đó, controller book tạo luôn chúng ta. Thứ hai đó là cái model book search đây các bạn này. Đó. Thì model book search này đây các bạn này, nó sẽ sử dụng
extend cái book là một, book tạo trước từ đó đúng không? Thứ hai đó là cái controller book này nó cũng sẽ được sử dụng cái book search này để nó tạo ra cái khung search, nó search trên nó. Rồi thì cái nữa là cái view, trong cái view này nó tạo ra cái mục book, book bao gồm form, form này nó phục vụ cho create và update file view xem chi tiết và cái file index đó. Thì bây giờ muốn truy cập vào cái book này, chúng ta sẽ r bằng, đúng không, r bằng book. Book không có xe. Sorry. Sao lại không có? Các bạn chờ mình. À đây rồi, book đây rồi. Rồi. Thì đây chính là book. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra cái menu ở trong này cho nó dễ, đúng không? View layout này, chúng ta vào thêm cái menu view layout main ở đây. Chỗ cái này chúng ta sẽ copy thêm cái book ở đây. Search. Các cái bảng table chúng ta thường là viết bằng tiếng Anh cho nó nhìn cho nó chuyên nghiệp một tí. Còn đối với tiếng Việt đây chúng ta cứ viết bình thường thôi. Control bằng book. Tiếng Anh mặc dù dốt nhưng cũng cố viết cho ra nha. Rồi, đây là book. Rồi, quản lý sách chứ không phải là quản sách. Đó. Mục đích là để cho có cái này thôi, dễ truy cập thôi. Thì chúng ta sẽ khi kích vào tạo mới thì tên này rồi date này sẽ tự động update, giống như là cái get này chính là cái drop down list đó chúng ta vừa làm ở bài trước. Emit này tôi hướng dẫn các bạn upload đúng không, sử dụng upload chắc sẽ là bài sau, hoặc nếu bài này mà chưa đủ dài thì làm thêm. Còn death description và content, cái price, quantity, author, page, status, mấy cái tham số này nó sẽ là nhập vào, còn cái tham số này nó tự động nó tạo. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi làm sao đi xem những cái tham số nào mà sẽ tự động update, thì chúng ta sẽ không cho nó nằm xuất hiện đến form, đúng không? Như cái nút tật F này hai cái này các bạn này. Chúng ta đi vào cái model book này, đầu tiên là xác định model book những cái nào mà tự động update, ví dụ cái này đúng không, chúng ta không cần require đó, chúng ta chỉ cần string những cái khác thôi, validate những cái khác thôi, còn không cần ở đây. Và sau đó là lên form, chúng ta sẽ bỏ mấy cái trường này đi, hai cái đó không cần, bỏ đi form, chúng ta sẽ bỏ nó đi. Đúng không? Rồi, đó là cái thứ hai. Cho nó gọn đi đã. Rồi, cái thứ ba chúng ta sẽ đổ cái case ra đây, đúng không? Cái KT ra đây. Chúng ta sẽ đưa cái slack này lên trên tí. Case nè. Case chúng ta sẽ đổ ở đây. Chúng ta sẽ sử dụng cái backend model category ra đây và chúng ta sẽ đổ cái kết giống như hôm trước đó, category đó. Dạ. Chúng ta sẽ drop down list cho kết này đúng không? Chúng ta sử dụng là drop down list.
chữ D này với nó bình thường các bạn ạ. Đấy, nó lại rất là dị đấy. Lúc bình thường, lúc mà ai biết được đúng không? À, cái này nó để ý nó enter xuống đã. Đưa vào hai mảng, mảng thứ nhất là mảng data, mảng thứ hai là một cái parameter đúng không? Parameter. Chọn danh mục. Đây là cái category mà chúng ta sẽ vào cái biến cat này. Và cái data chỉ cần là cat xỏ đến gì các bạn. Get pattern đó, cái hàng hôm trước đó. Nó thì nó rất là lợi đúng không? Chúng ta chỉ cần khai báo lần thôi, sử dụng lại rất là sướng. Sau này chúng ta theo cách này chúng ta làm đó. Đó, cat đã được đưa ra đây rồi. Thế nên là cat. Còn kia các cái label chúng ta có thể là chỉnh trong này. ID này, tên sách, danh mục, rồi là đường dẫn, tĩnh, rồi hình ảnh, đây là mô tả ngắn, và đây là cái nội dung, giá, số lượng. Tác giả. À, số trang đúng không? Trạng thái này. Thái thía. Lại thía. À, ngày xuất bản đúng không? Rồi là ngày tạo, ngày cập nhật, rồi thì mấy trường này nó sẽ tự động nó tạo nên chúng ta nó tạo chúng ta sẽ chỉnh ở trong cái model đó, ở trong cái controller để cho nó tự động update. Đó, thì như vậy là đã ok rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái vấn đề này trước. Đấy, cái ngày cập nhật trước. Cái control này, chúng ta mở controller book ra. Trong cái hàm create ấy, chúng ta sẽ cắt cái này xuống dưới. Chúng ta kiểm tra nếu như đúng không? If nhưng mà cái này đón save thì chúng ta phải đưa cái này vô đây. Vô đây L. Chúng ta sẽ làm lại cái này lần nữa. Rồi. Đây là chúng ta sẽ di trở đến section đúng không? Flat. Chỗ này error, warning hay đang copy cái này lên, nếu như ok chúng ta sẽ success, thêm vào sách thành công. Đó. Bây giờ này, cái model trở đến cái created test của chúng ta đây các bạn này. Chính là cái này này, nó sẽ là tự động tạo này. Chúng ta sẽ đưa nó vào đây bằng cái hàm tham đúng không? Nó lấy luôn cái hiện tại đó. Và update
khác nữa. Thế là xong phần create. Còn cái phần thêm mới nè, thêm mới thì ra. À đấy là phần thêm mới, đây phần update. Update thì cái ngày này chắc chắn nó phải lấy cái ngày cũ rồi, không thêm vào đây. Đây nó đang sửa thành cái update. Rồi. Update. Đấy, còn lại mọi thứ thì vẫn như bình thường thôi. Rồi ra thử cái nào. How to match the project basic đường dẫn tính này. Cái mô đồ chúng ta sẽ là gì đúng không? Gì framework. Ảnh chúng ta chưa có gì. Chúng ta sẽ không ghi gì vào đây, kệ nó. Mô tả ngắn ví dụ như là sách chuyên về sách này hướng dẫn. Nội dung chúng ta có thể là paste nhiều thứ hơn vào đây thì chưa có gì, chúng ta lấy tạm cái log RAM của bên này. Giá ví dụ như 100.000 đi. Số lượng giới hạn là 12 cái đi. Là cái video số lượng có hạn là 12 cái, một tá tác giả là IT chẳng hạn thế, số trang ví dụ như là 35 đi, trạng thái là active, ta cho một ngày xuất bản, chúng ta cho cái ngày xuất bản này cũng chúng ta sẽ dùng cái date picker, chúng ta sẽ tính cái đó sau, và chúng ta ghi theo đúng ngày hệ thống là ngày tháng năm tháng ngày nè. Chúng ta sẽ, đây là một cái mảng, đây là một cái số giây tính được tính từ năm 1970 đến bây giờ, chúng ta không biết được nó mấy tỷ giây, chúng ta ghi linh tinh vào đây đã, tính sau đúng không, tạm thời vậy đã. Cũng không nên lớn quá, đừng có lớn quá, to quá. Rồi. Ok, đã thêm mở sách thành công. Ok các bạn này. Đấy. Thì đấy là vấn đề về cái này. Bây giờ cái cơ bản, đây là những cái mà trước đã làm rồi, bây giờ tôi hướng dẫn lại các bạn một lần nữa thôi. Còn cái quan trọng nhất ấy, là chúng ta sẽ đưa được cái ảnh vào đúng không? Chúng ta sẽ phải dùng cái hàm upload ảnh. Đó. Vì chúng ta sẽ làm cái upload ảnh này. Upload ảnh thì trong cái form này, cái chỗ hình ảnh ở đây ấy, chúng ta sẽ không phải là text input mà là file, chọn là cái file đấy các bạn. File này. Và chúng ta cho cái name là không phải name, file thôi. Chúng ta cho nó là file. Sửa cái này đi tí đúng không?
chúng ta sửa cái này thành cái file đi, không không nên lấy trùng cái emit. Ta sẽ public cái đô la file, bởi vì cái trường file này không có trong database cho nên là chúng ta khai báo, chúng ta phải khai báo thêm đây. Chúng ta sẽ validate cho cái này là file này nó sẽ là kiểu là file đúng không, kiểu là file. Kiểu là file và cái extension, extension sẽ là nó trò đến khoảng bao gồm là jpg png png là gì nữa các bạn ơi? Có gip không, có gip luôn đi. Rồi thì đây là cái validate file đó, thì bây giờ chúng ta refresh lại cái refresh lại nó là cái file đúng không? File đây là file input à? Rồi nó là file input không phải là file, đây các bạn này, thì nó tạo ra một cái file input không có gì đặc biệt. Đang có thể chọn đến cái thư mục nào đó, cái file nào đó đúng không? Đó. Thì như vậy là trên cái form này chúng ta phải bật cái chức năng sensitive manipulate data option. Cho đến một cái mảng bao gồm and steep multipath form data đó các bạn, multipath form data. Rồi thì đấy là cái chức năng nó sẽ lấy được dữ liệu trên form qua cái file này đúng không các bạn? Thì đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là trong trong cái controller này chúng ta sẽ using, sử dụng một cái use gwap upload file đấy các bạn này, cái này các bạn này upload file đấy. Thì chúng ta sẽ khi mà tạo mới đúng không, chúng ta sẽ làm việc gì đây, tạo mới nè, chúng ta sẽ lấy cái file đó, đó là cái model trò đến file đó, model đến file sẽ bằng allocated file trò đến get instance, instance của cái gì, của cái model này và cái file. Cái model này chính là cái model chúng ta, cái file này chính là cái trường chúng ta đó. Đấy. Nào chúng ta thử if if model đổi file đó, cái nó giống như là if set đó là file có s đó các bạn, if set đó là file giống 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 như này này, if set đô la file này các bạn này. Đó của cái gì, của cái file, của cái file đó đấy, giống giống như vậy đó, thì tương đương như vậy thì chúng ta sẽ là is file thì vadam, chúng ta vadam thôi, vadam cái model đổi đến file xem nó ra cái gì, đai cho nó ngoèo ngay tại đây. Rồi chúng ta thử create nhá, ghi linh tinh vào đây đi, chưa làm cái gì hết đấy, nối chuỗi vào đây cho đỡ khác, đỡ trùng rồi đã. Around cái file nội dung không có,
thấy bản thân nhé. Nó đã lấy được cái file rồi đó. Tên đúng không? Tên ảnh đây. Stamp name các thứ lấy được rồi đó các bạn. Đấy, nó lấy được rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái hàm upload đúng không? If model file, chúng ta sẽ đưa cái trường database của file vào đây. Là model trò đến init đúng nhỉ? Đây trường chúng ta cần lưu là trường này các bạn nhé. Trường lưu là trường này, chúng ta cho gán. Đó, trường init chúng ta có bị bằng cái model trò đến file, sau đó trò đến name đúng không? Model đến file. Đây các bạn này, đây model đến file là cái này, sau đó trò đến name. Nó lấy cái này nên nó sẽ lấy được cái này đúng không? Rồi thì lấy được cái tên rồi và gì nữa các bạn, và sau đó là chúng ta sẽ model file trò đến save s ở cái hàm của nó đấy. Save app này nó truyền vào cái một cái tham số, đó là cái đường dẫn đó, đường dẫn để đến cái file chúng ta đúng không? Đầu tiên là cái tem name thì người ta sẽ tự động đưa vào rồi, cái tham số chúng ta cần cho đây là cái thử mẫu upload, nó đưa đi ra hai cấp gì đó đúng không? Tôi nhớ không nhầm chắc là một cấp thôi, upload. Sau đó chúng ta sẽ đưa vào thử mẫu upload nối với cái tên file đây. Model file trò đến name. Rồi thì cái này nó sẽ upload lên cái thư mục upload chúng ta cũng phải tạo ra một thư mục upload ngang hàng và thư mục gốc đấy các bạn, trong thư mục gốc này new upload. Rồi chúng ta sẽ thử cái như thế nào. Nó báo là cái movie cái upload file vào từ một upload này là không có đúng không? Chắc là đi run hai cấp. Ok, như vậy là nó sẽ upload được rồi đó. Cho xem nhé. Thử một upload ra này. Đây cái ảnh ta đưa vào đây. Còn cái lỗi này là cái lỗi do cái hàm xếp chúng ta thôi. Hàm này các bạn này, không sao đâu. Cái hàm này á, model đến xếp này nó mặc định nó trả về true thì nó sẽ load lại cái dữ liệu một lần nữa đó. Cho nên nó sẽ bị là double cái này. Nên là sau khi mà upload được rồi thì cái này nó sẽ xóa, cái tem này nó xóa đi. Mà cái này nó sẽ load lại cái đó nên nó không có, nó báo lỗi. Thì bây giờ chúng ta cho nó full thì nó sẽ không lỗi nữa đó. Rồi chúng ta refresh thôi. Rồi cái này là do chúng ta nhập liệu bựa nên nó ra thế. Rồi chúng ta sẽ làm lại ba project advanced. Rồi, đường dẫn advanced. Danh mục lẫn là gì, framework browse đến một cái ảnh nào đó đi nào. Thôi nào cũng được, xa xa thôi mà. Giá gấp đôi số lượng ít hơn 10 cái đó. Tác hại nguyên, số trang vẫn nguyên, trạng thái hột này nó okay. Rồi vậy là đã không có lỗi đúng không? Thì cái
thì ảnh nó sẽ được upload lên như thường thôi. Đây các bạn này, ảnh upload lên đây rồi này. Và gì mà ghi trong cái database có cái hình ảnh tên sách mô tả hình ảnh. Đây các bạn này, hình ảnh này. Thế để nó hiển thị được hình ảnh thì trong cái view, đây là file view đúng không? Trong cái gmodel backend view book view chúng ta cái chỗ image này chúng ta 2.image đó thì nó sẽ ra cái hình ảnh, nó ra cái hình ảnh nhưng hình ảnh này nó không đúng cái đường dẫn, không đúng đường dẫn rồi. Thì đây là cách upload trong G. Chúng ta sẽ làm cái phần này sau. Đấy, bắt trong gì. Rồi. Đó, thì cái bài này chúng ta sẽ để hướng dẫn các bạn đến đấy thôi. Thì các bạn hãy kiện toàn cái form này hơn nữa bằng cách là customize cho nó giống 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 bên 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 cái trang danh mục này các bạn nhé. Customize cho giống đây. Là một cái form tạo mới cũng thêm mấy cái này như ở đây, các bạn hãy làm lại theo cái video trước của tôi đó, thì cố gắng làm cho tốt. Phần sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái phần nâng cao hơn nữa, đó là tích hợp cái này các bạn này. Chúng ta sẽ tích hợp cái này vào form tin đi. Tích hợp cái này là cái gì các bạn có thể gõ theo tôi đây và lên tìm hiểu qua một chút. Đó, tích hợp cái này. Cái viết sản thảo văn bản này vào trong cái admin chúng ta. Vào trong cái chỗ nội dung đây và cái mô tả ngắn đây. Tôi hướng dẫn các bạn tích hợp cái này. Là một, cái thứ hai đó là cái file manager, cái quản lý hình ảnh. Red Bullshit File Manager. Đây các bạn. Chờ đi nó lát hơi nặng. Đây các bạn, tích hợp vào đây, điều chỉnh tin này đến giờ. Ngoài cái tin đi còn có cái CK, nhưng mà tôi thích sử dụng cái tin đi hơn vì cái thanh này nhìn nó gọn, còn cái này nhìn nó nổi nổi, nhìn xấu. Hai nữa là cái thằng này nó có phí. Đó. Còn cái tin đi thì nó không mất phí. Thằng CK nó hay có phí thì nó mới đẹp, còn tin đi thì nó phát triển free nên nó đẹp đây. Chúng ta tích hợp cái Frequency Finder vào đây. Đó. Chọn cái ra ảnh đúng không? Chọn cái ra ảnh. Đây chính là cái file manager. Còn cái demo nữa của nó đây này, Open File Manager này. Đó, rất là nhiều thứ ở đây. Tôi sẽ hướng các bạn thích hợp cái này. Đó, chọn hình ảnh. Kích vào mở file, kích vào mở file. Cái này giống cái kia. Image. Nó đang bị đơ. Kích vào đây nó nổi lên cái form và chọn cái ảnh nó, cái đường dẫn ảnh nó đưa vào đây. Thì đó là video sau tôi sẽ nói về hai cái này. Rồi, tạm biệt các bạn nhé.